Rồi, em xin tổng chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ của bên em nha. Hiện tại bãi của em mới vừa về một con Proton đời 2008 nha mọi người. Con này do nhu cầu công việc cho nên chủ người ta đã trao đổi lại với em và lấy con xe to hơn nha mọi người. Cho nên là em thâu lại rồi, hôm nay em sẽ bán với cái giá rất là rẻ cho anh chị em bà con mình mua con này ha. Con này là Proton đời 2008, sơn rin 80% nha mọi người, sơn rin tem rin vẫn còn ha, đồng khá là mỏng manh ha, con này còn chất lượng còn khá là tốt ha, máy móc con này tốt, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm còn tới tháng 2 năm 2021 nha mọi người. Xe này là tải 1 tấn 25 đời 2008 ha, giá em cần ra đi con này là 78 triệu nha mọi người, 78 triệu sở hữu ngay con Proton đời 2008. Xe thì còn khá là đẹp nha mọi người. Đây nè, em sẽ quay chi tiết tổng thành xe để gửi đến anh chị em bà con mình xem cái xe này như thế nào ha. Xe thì chất lượng còn tương đối là ok hết ha. Sơn rin vẫn còn 80% ha. Lót sàn này vẫn còn nguyên bản nha mọi người, chưa có dấu hiệu thay thế ha, chưa có thay thế nha. Phần tắp bi, tắp lô xe cũng còn tương đối khá là ok ha mọi người ha. Nói chung xe cũ thì nó được cái này nó mất cái kia, nó không có thể nào là hoàn hảo như một chiếc xe mới, mà cái này đời chỉ có 2008 thôi mọi người ha, giá rất là rẻ ha, 78 triệu ha, để cho anh chị em bà con nào mình mới khởi nghiệp á, mình mua những cái con xe rẻ tiền này về, máy con này cũng khá là ngon, khá là ổn định ha mọi người ha, sườn sắc xi không gãy không mục mọt nha. 78 triệu sở hữu ngay con Proton 2008 tải 1 tấn 25, bình đồ em đã tháo ra. Sắc xi con này chưa sơn nha mọi người, chưa có dấu hiệu sơn lại rồi ha. Sắc xi nguyên bản nha, không sơn ha. Gầm bệ không gãy, không mục mọt ha. Vỏ lớp còn được 60-70% nha mọi người. Xe thì nói chung xe hiện tại đang về bãi bên em khá là nhiều ha. Giá tầm 200 triệu quay đầu ha mọi người ha. 200 tới 100 mấy, rồi tới mấy chục ha mọi người ha. Sườn sắc xi cầu số không bị xì nhớt ha, máy không đổ hơi ha, máy rất là ngon ha mọi người ha. Xe này chạy đường dài cũng khá là ok nha mọi người, chạy đường dài khá tốt ha, không có vấn đề gì ha. Giá cũng tương đối là rẻ chứ không có mắc ha mọi người ha, 78 triệu ha. Đây ha, đây là phần thùng nha mọi người, phần thùng, phần sàn ha. Thùng sàn này cũng còn tương đối được ha mọi người ha. Tuy là nó cũng có bị lõm chõm ha, nhưng mà cũng không có vấn đề gì. Nếu mà anh chị em bà con nào mình kỹ nữa, mình về mình lót thêm ton ha, thêm một tấm ton dày cỡ 2 phân là ok rồi ha. Đây ha, đây là phần chi tiết phần thùng ha mọi người ha. Thì nói chung bạc cũng có rách rồi ha. Nói chung giá này thì em chỉ có bớt lọc cho anh chị em bà con mình thôi nha. Mua bán thì công việc càng ngày nó càng khó khăn ha mọi người ha. Thì nói chung em bán ở đây cũng nhờ sự tin tưởng của anh chị em bà con mình. Thứ hai nữa cũng là em bán giá phải chăng ha, cho nên cũng có rất là nhiều anh chị em bà con ủng hộ cho em nha. Thùng con này cũng khá là dài ha mọi người ha. Thùng con này thì tầm 3m8, 3m9 nha. Nói chung nhiều xe quá đâm ra là nhiều lúc cái kích thước của kích thước lồng thùng xe mình cũng không có được chính xác cho mấy, là mong anh chị em bà con mình thông cảm nha. Nếu mà anh chị em bà con nào mình thử thích con này rồi thì cứ alo cho em ha, em sẽ gửi đăng kiểm chính xác cho bà con mình nha. Thì bên em có mua bán và trao đổi tất cả các loại ô tô cũ đó qua sử dụng nha anh chị. Nếu mà anh chị em bà con nào thật sự muốn mua cái dòng xe tải hoặc xe du lịch hoặc xe khách thì cứ alo cho em ha mọi người ha, để có giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người khi đến xem và mua xe nha. Đây ha, ở đây để tấm ton này bước lên cũng rất là khó, cho nên em sẽ đi phía ngoài ra ha, ton của hàng xóm, cho nên mình bước lên nhiều lúc nó cũng gặp ta nói này nó kia ha, nên là mình em phải quay cái mặt phía trước cho mọi người ha. Cụm đèn này nói chung bát ra thì còn rất là mới ha mọi người ha,
đăng kiểm còn khá là dài, tháng 2 năm 2020 ha. Đây, và đây là phần phần phía trong nha mọi người. Còn phía trong nè. Đây ha, phía trong bên tại. Nói chung xe đậu ngoài bãi thì bắt buộc em phải gỡ, tháo bình ra hết nha mọi người. Không thể nào mà không gỡ ha. Vì để ngoài là bán cái xe lời không bao nhiêu, nó đua mất tiêu cái bình là lỗ luôn. Nói chung rất là khổ. Chứ không phải buôn bán xe sung sướng gì đâu mọi người ơi. Đi xa mua được con xe rất là cực nhọc, rất là cực, rất là khó khăn luôn. Nhiều lúc trời mưa, trời gió, xe mà nó có trục trặc gì ngoài đường thì rất là cực luôn, cực cho tụi em rất là nhiều ha. Rồi ha, bên em có mua bán trao đổi tất cả các loại ô tô cũ nha mọi người. Nếu mà anh chị em bà con nào mình thật sự có dòng xe hoặc mình cần cái dòng xe nào á, cứ alo cho em ha. Em sẽ có giá cực kỳ hợp lý, cực kỳ ưu đãi cho mọi người khi đến xem và mua xe nha mọi người. Thì con này em sẽ có giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người khi khi mua xe của bên em nha. Đây là cái phần sơn rin nha mọi người, sơn rin còn khá là đẹp ha. Và phần này thì cũng sơn lại rồi ha, cái mặt phía trước này sơn lại rồi. Chi tiết xe thì em thông báo chính xác đi cho bà con mình thật sự thích cái con nào á, mình mua về đúng hợp với thứ nhất hợp với túi tiền, thứ hai hợp với công việc làm ăn của mình để mua bán mà trao đổi lại thì mất công. Thứ nhất là mất công anh chị em mình đi lên đi xuống, rồi thứ hai nữa là việc trao đổi nó cũng gặp, có khi nó gặp khó khăn là vì gia đình nó xảy ra chuyện không hay nữa. Cho nên là anh chị em bà con mình thật sự quyết tâm mua cái xe nào đó, mình cứ nhắm cái xe nào đó kỹ càng, thứ hai là mình thấy hợp công việc thì mình mua ha. Còn không mình cứ nhắm cái con xe nào được đó mình mua về mình tập lái, mình nhận chở hàng, rồi từ từ mình có nhu cầu khác mình đổi con xe khác tốt hơn, nhiều tiền hơn, cái chất lượng nó cao hơn ha mọi người ha. Rồi ha, em sẽ kết thúc cái video ở đây. Nhông mong sẽ sớm nhận được những cái phản hồi tích cực từ anh chị em bà con của mình ha. Và cũng qua đây em xin chúc toàn thể anh chị em bà con mình có một sức khỏe thật là tốt nha mọi người. Một công việc làm ăn buôn bán hoặc là kinh doanh gì đó thật là thuận lợi. Và gặp thật nhiều điều may mắn trong cuộc sống này ha. Rồi em xin chào tất cả mọi người nha.